Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 15 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Theo dòng thời sự, đảm bảo an toàn giao thông đèo Mimosa. Đà Lạt gặp mặt truyền thống Ban Liên lạc Cách mạng hướng Đông Bắc. Lạng Sơn thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đến dự có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo khối nội chính tỉnh ủy, Học viện Lục quân, Ban Giám đốc Công an tỉnh, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo công an các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trương Minh Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tá Vũ Tuấn Anh đã từng công tác và giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện Lạc Dương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Phát biểu tại lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chúc mừng Công an tỉnh có thêm một lãnh đạo trẻ. Việc bổ sung nhân sự cho Ban Giám đốc Công an tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và thống nhất cao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đã chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời đề nghị Thượng tá Vũ Tuấn Anh với năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác tiếp tục cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Vũ Tuấn Anh hứa sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị để chủ động tham mưu thực hiện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tô đẹp thêm truyền thống của Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau 2 ngày thi tài sôi nổi, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bế mạc và trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi bí thư chi bộ giỏi trong lực lượng Công an nhân dân năm 2023. Đánh giá chung của ban tổ chức và ban giám khảo cho thấy, qua các phần thi, 34 thí sinh đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Công an Lâm Đồng đã khắc phục được tình trạng lý luận chung chung, chú trọng vận dụng tốt những kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng, liên hệ giải quyết, xử lý tốt các tình huống phát sinh từ thực tiễn. Có nhiều bài thuyết trình hay, sinh động, xuất phát từ tình hình thực tế ở đơn vị địa phương. Các thí sinh đều có sự chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, bí thư chi bộ đối với nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ. Bên cạnh đó, các thí sinh còn sử dụng nhuần nhuyễn, phối hợp nhịp nhàng giữa các phương tiện, tiết mục sân khấu hóa trong quá trình dự thi. Sau 3 phần thi sôi nổi, hấp dẫn, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Thị Nhài, bí thư chi bộ hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, đảng ủy cơ sở phòng PV06, đồng thời trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 11 giải khuyến khích và 5 giải phụ cho các thí sinh. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị để đảng viên nói chung, đội ngũ bí thư chi bộ, phó bí thư và cấp ủy viên trong lực lượng Công an nhân dân nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về công tác đảng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo một cách thiết thực, có hiệu quả giữa các tổ chức cơ sở đảng. Qua hội thi này, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lựa chọn thí sinh đạt thứ hạng cao tham gia hội thi bí thư giỏi Công an Trung ương sẽ tổ chức tại Công an Lâm Đồng trong thời gian tới. Nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Theo dòng thời sự, đảm bảo an toàn giao thông đèo Mimosa. Đà Lạt gặp mặt truyền thống Ban Liên lạc Cách mạng hướng Đông Bắc. Thưa quý vị, từ ngày 6 tháng 2, đèo Pren Đà Lạt đóng cửa để thực hiện nâng cấp theo hướng mở rộng. Vì vậy, các phương tiện giao thông vào Đà Lạt từ hướng Nam chủ yếu lưu thông qua đèo Mimosa, với lưu lượng gần chục ngàn lượt xe ô tô mỗi ngày. Trong khi đó, do lượng xe qua lại nhiều, nên mặt đường ở một số đoạn tuyến đường đèo Mimosa đang bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông. Một theo dòng thời sự tuần này sẽ phân tích về vấn đề này. Ngày 3 tháng 3, khu vực gần chân đèo Mimosa đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải và 3 xe ô tô, khiến giao thông hai chiều trên đoạn đường đèo ách tắc cục bộ. Hay như ngày 3 tháng 4,
Cũng trên tuyến đường đèo Mimosa, xe tải chở hoa mất lái lao sang phần đường ngược chiều, gây tai nạn với phương tiện xe máy. Và mới đây, ngày 13 tháng 4, khi đang lưu thông trên đèo Mimosa, một phương tiện ô tô đột ngột bốc cháy dữ dội, ảnh hưởng đến tình hình lưu thông của các phương tiện. Các vụ tai nạn này dù chưa có người tử vong, nhưng cho thấy cung đường đèo Mimosa đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bất an cho người tham gia giao thông, bởi đây là một trong những cửa ngõ chính từ hướng Nam đi vào thành phố Đà Lạt. Cảnh báo vẫn để 30 nhưng mà chạy quá, chạy nhanh lắm, chạy tốc độ quá cao, với hơn nữa đề nghị bên giao thông gắn camera hoặc nguội thôi, không chịu nổi. Khó lắm, tại vì dân thấy đi xe nó đóng đèo bên kia rồi, đi này nó chạy ghê quá. Thấy nên đề nghị nên coi lại những cái vấn đề giao thông, người dân rất là bức xúc. Tuyến quốc lộ 20 đoạn đèo Mimosa dài gần 11 km do Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Tuyến đèo này được phân luồng cho các loại xe tải từ 3 tấn rưỡi trở lên, chở hàng hóa ra vào thành phố Đà Lạt, nên rất nhanh bị xuống cấp, mất an toàn. Hiện nay, tuyến đường đèo Mimosa vừa được nâng cấp, thảm lại nhựa khá đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn một đoạn phía dưới chân đèo, mặt đường nhựa còn gồ ghề, chưa được nâng cấp đồng bộ với các đoạn phía trên đèo. Đặc biệt, từ khi đèo Brent đóng cửa để thi công, thì đèo Mimosa trở nên quá tải. Bởi đây là tuyến đường chính mà các phương tiện lựa chọn để vào thành phố Đà Lạt. Bây giờ đi đèo Mimosa thì cảm nhận rất là nguy hiểm. Tại vì xe lưu lượng xe rất là đông, xe tải, tất cả xe ben đồ chạy rất là nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chức năng là có cái tuần tra kiểm soát hoặc là gắn bảng báo hiệu để cho hạn chế tốc độ những xe ben, xe tải, xe lớn. Trước khi đóng đèo Brent, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các đơn vị trên địa bàn rà soát, bổ sung biển báo, bản hướng dẫn giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra kiểm soát, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông ở đèo Mimosa. Sau các vụ tai nạn giao thông trên đèo, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cùng các ngành chức năng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, tổ chức bảo dưỡng thường xuyên đối với đoạn láng nhựa, khắc phục hệ thống hàng rào, hộ lan bị hư hỏng. Đồng thời, lắp đặt các biển báo công trình và bố trí rào chắn tạm thời và đèn tín hiệu ban đêm. Song song đó, thực hiện cải tạo nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa, ưu tiên tổ chức thi công xử lý trước đối với đoạn có mặt đường láng nhựa theo biện pháp cuốn chiếu, để thảm bê tông mặt đường từ sau 20 giờ đến trước 5 giờ ngày hôm sau để giảm thiểu việc ùn ứ các phương tiện tham gia giao thông trên đèo Mimosa. Đối với ngành giao thông vận tải thì chủ yếu là tập trung vào 4 cái nhiệm vụ chính. Thì đó là cái thứ nhất là về cái công tác hạ tầng giao thông. Thì chúng tôi là yêu cầu các cái đơn vị thi công là phải coi như là thi công dứt điểm những cái hạng mục dở dang để coi như là thu dọn vật liệu, máy móc, trang thiết bị để không có coi như là lấn chiếm ảnh hưởng đến cái việc lưu thông của phương tiện. Cái thứ hai là đối với cái mảng quản lý bảo trì đường bộ thì các cái công trình sửa chữa đường bộ thì phải tập trung làm dứt điểm. Cái thứ hai là coi như việc dầm vá ổ gà thì phải tăng cường để cái việc lưu thông của phương tiện nó êm thuận. Cái thứ ba là phải thực hiện cái việc phát quang rồi dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan của các cái tuyến đường. Và cái thứ tư đó là coi như là phải rà soát lại cái hệ thống coi như báo hiệu đường bộ, các cái vạch sơn kẻ đường, các công trình phụ trợ để làm sao đảm bảo tốt nhất cho cái việc lưu thông của phương tiện trên các cái tuyến đường sở quản lý. Theo quan sát trong những ngày qua, tuyến đèo Mimosa đoạn phía trên có mặt đường khá đẹp, gương lồi, biển báo được bố trí lắp đặt khá đầy đủ. Tuy nhiên, do là cung đường hẹp nhiều khúc cua, bên đường lại có nhiều địa điểm du lịch nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông. Do là cửa ngõ chính vào thành phố Đà Lạt, nên lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến là rất lớn, nhất là ô tô khách, ô tô con. Có những thời điểm, vẫn còn nhiều phương tiện phóng nhanh vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Vấn đề này cần được các ngành chức năng chấn chỉnh, xử phạt kịp thời.
Để mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở trên tuyến đèo Mimosa trong thời gian đóng đèo Bren thì chúng tôi cũng đã có cái đề xuất và kiến nghị các giải pháp. Thì bên cạnh thì chúng tôi cũng thường xuyên kết hợp với phòng cảnh sát giao thông, rồi đội cảnh sát trật tự của phòng quản lý hành chính thường xuyên là tuần tra giải quyết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến đèo Mimosa cũng như là tuyến đường Hoa Đỗ Quyên, các cái tuyến cửa ngõ ra vào thành phố. Đối với đèo Mimosa thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt đó là Ủy ban nhân dân phường 10, công an phường và một số các hộ để tới kiểm tra và nhắc nhở các hộ dân trên cái tuyến đèo Mimosa này là phải chấp hành nghiêm theo quy định về hành lang an toàn giao thông, không được buôn bán hàng rong, cũng như là kiến nghị đối với các lực lượng là phải đảm bảo tuần tra kiểm soát. Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ giữa đầu lên đèo và trên đỉnh đèo đi xuống để quản lý các cái xe và nhắc nhở các xe khi tham gia giao thông trong cái tuyến đèo này. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa, Đà Lạt, ngoài việc nâng cấp, đảm bảo hoàn thiện mặt đường cùng các giải pháp tuần tra, xử lý các vi phạm giao thông trên toàn tuyến đèo của ngành chức năng, nên chăng đèo Mimosa cũng cần được đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh để xử lý các lỗi vi phạm, qua đó nâng cao ý thức tham gia giao thông của các chủ phương tiện nói chung, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt trên toàn tuyến. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng 15 tháng 4, tại Ủy ban Nhân dân phường 11, Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng hướng Đông Bắc Đà Lạt đã tổ chức gặp mặt cán bộ chiến sĩ đã từng tham gia cách mạng góp phần giải phóng Đà Lạt. Tại buổi họp mặt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia cách mạng hướng Đông Bắc Đà Lạt đã thăm hỏi và cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của những năm tháng tham gia chiến đấu giải phóng quê hương đất nước. Những chiến sĩ cách mạng ở các cơ sở thuộc các ấp Tây Hồ, Sào Nam, Tự Tạo, Trại Mát, Thái Phiên đã bất chấp gian khổ hiểm nguy, đoàn kết anh dũng lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Việc gặp mặt hàng năm của các cán bộ chiến sĩ cách mạng năm xưa diễn ra trong không khí hết sức xúc động, qua những kỷ niệm được nhắc lại về một thời nhường cơm xẻ áo cùng nhau đánh giặc. Chiến công của những năm tháng đó đã góp phần quan trọng giải phóng thành phố Đà Lạt, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dịp này, Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng hướng Đông Bắc Đà Lạt đã trao tặng một số phần quà cho các gia đình cán bộ chiến sĩ gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống, để động viên khích lệ tinh thần anh em đồng đội vươn lên trong cuộc sống. Hôm qua, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở Cục Thuế Lâm Đồng hiện có 7 tổ chức công đoàn bộ phận với 138 đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2023, Ban chấp hành công đoàn đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, người lao động. Nội dung hoạt động công đoàn cơ sở được triển khai kịp thời đến tất cả các công đoàn bộ phận và đoàn viên, gắn với hoạt động chuyên môn, thực sự mang lại hiệu quả, thúc đẩy các phong trào thi đua như phong trào thu ngân sách hàng năm, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng hơn 600 sáng kiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, liêm chính, trách nhiệm sáng tạo. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chung tay đảm bảo an sinh xã hội cũng được công đoàn ngành thuế triển khai, tạo lan tỏa sâu rộng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh xác định phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngành thuế đề ra. Trong đó tập trung vào các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức người lao động, tiếp tục phát huy xây dựng sáng kiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hoạt động hiệu quả công tác thuế. Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Nhân dịp Tết cổ truyền Bông Mi Mây Lào năm 2023, sáng nay trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức đón Tết cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. Trong không khí ấm áp nghĩa tình, 23 lưu học sinh Lào đang học tập tại các khoa của trường Đại học Đà Lạt đã giới thiệu về nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc mình đến những đại biểu tham dự với nghi lễ cúng năm mới và lễ buộc chỉ cô tay của Lào, kèm với những lời chúc bình an may mắn. Ngoài thực hiện các nghi lễ truyền thống, các lưu học sinh Lào cũng thể hiện điệu múa lâm vong và giao lưu văn hóa ẩm thực để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Tết cổ truyền Bun Pi Mai trên nước bạn. Trong dịp Tết Bun Pi Mai, lãnh đạo trường Đại học Đà Lạt đã gửi lời chúc mừng năm mới
cùng với những món quà trao tặng đến các bạn sinh viên Lào. Qua đó khẳng định nhà trường luôn quan tâm vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam Lào nói chung và giữa nhân dân tỉnh Lâm Đồng với nhân dân hai tỉnh Chăm Pa Sắc và Bô Ly Khăm Say nói riêng. Chương trình Tết cổ truyền Bum Bia May được tổ chức trang trọng với đầy đủ các nghi lễ truyền thống, tạo không khí gần gũi, ấm cúng, vui tươi, giúp các lưu học sinh đỡ nhớ nhà, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa của xứ sở Triệu Voi đến với đông đảo sinh viên đang học tập tại trường Đại học Đà Lạt. Cũng trong sáng ngày 15 tháng 4, tại trường tiểu học Phan Như Thạch, phường 9 Đà Lạt, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Trung tâm Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ tổ chức gian hàng nhân ái lần thứ hai năm 2023 để gây quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề Triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, 28 gian hàng bày bán các loại rau củ quả, nhu yếu phẩm, quần áo, hàng handmade để phụ huynh học sinh và người dân đến lựa chọn mua sắm với mức giá rẻ phù hợp nhu cầu người tiêu dùng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các mặt hàng sẽ được đưa vào nguồn quỹ khuyến học của tỉnh để giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Cũng tại chương trình gian hàng nhân ái, Hội khuyến học tỉnh đã trao 25 suất học bổng cho học sinh trường tiểu học Phan Như Thạch, tiểu học Đoàn Kết và trường Khiếm Thính Lâm Đồng, mỗi suất 1 triệu đồng. Đây là lần thứ hai chương trình được thực hiện và thu hút nhiều đơn vị tham gia, và Hội khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hàng năm để gắn kết sự yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những học sinh có hoàn cảnh thiếu may mắn, luôn phấn đấu vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập. Sáng 15 tháng 4, Agribank Lâm Đồng tổ chức ra quân tuyên truyền cổ động trực quan, triển khai dịch vụ thanh toán qua mã QR code. Đây là nội dung nằm trong lộ trình chuyển đổi số, cũng như tuyên truyền tạo thói quen cho người dân thanh toán không sử dụng tiền mặt. Theo đại diện Agribank Lâm Đồng, đợt ra quân lần này nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, tạo thói quen không dùng tiền mặt. Được biết, với sự tích hợp công nghệ thông minh trên ứng dụng ngân hàng điện tử, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán và nhận tiền mà không cần phải nhớ số tài khoản và tên tài khoản. Trong thời gian qua, Agribank Lâm Đồng đã triển khai toàn diện các nền tảng ứng dụng chuyển đổi số, nhất là đẩy mạnh các hình thức thanh toán, lan tỏa các dịch vụ tiện ích trong thanh toán hàng hóa tiêu dùng đến đông đảo người dân. Dịch vụ thanh toán bằng cách quét mã QR code đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo độ chính xác, bảo mật cao và hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là một trong những ứng dụng công nghệ số hóa thúc đẩy chuyển đổi số và các dịch vụ tiện ích hiện đại đáp ứng nhu cầu thanh toán tiêu dùng của người dân trong xu thế hội nhập và phát triển. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Sở Dục Đào tạo Lâm Đồng tổ chức giải Vô Vi Nam năm 2023. Diễn ra trong 2 ngày, giải Vô Vi Nam tỉnh Lâm Đồng 2023 có hơn 300 vận động viên của 9 đơn vị huyện thành tham dự tranh tài ở 48 bộ huy chương các loại. Được tổ chức thi đấu theo hội diễn và đối kháng ở 3 nhóm tuổi dành cho khối cấp 2, cấp 3. Các thí sinh dự thi các bài về tứ tượng côn, quyền, kiếm, đòn chân tấn công, bài tự vệ và đối kháng. Thông qua giải đấu là cơ hội, điều kiện tốt để các vận động viên của huyện thành thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển Vô Vi Nam quốc gia, tham dự các giải đấu lớn trong năm. Đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Qua đó đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào tập luyện môn võ Vô Vi Nam trong tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 16 của tỉnh ủy về phát triển toàn diện kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030. Thời gian qua, các cấp chính quyền ở cơ sở đã tích cực chủ động triển khai nhiều cách làm, nhiều giải pháp khác nhau, từ đó từng bước giúp bà con dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, an sinh xã hội được đảm bảo. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng thay da đổi thịt. Ghi nhận của cho phóng viên thời sự. Trước đây cuộc sống của gia đình chị Ca Gen ở thôn 5 xã Romen huyện Đam Rông chỉ nhờ vào mấy sào đất trồng cà phê, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hai năm nay, thông qua việc thực hiện nghị quyết số 16 của tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chị Ca Gen đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi và hỗ trợ thêm bò giống để chăn nuôi, cải thiện thu nhập. Trong thời gian qua, thì nhà nước đã cung cấp cho bà con mình được nguồn vốn phân, nguồn vốn giống bò này đến bà con mình nuôi xong rồi có cuộc sống tốt hơn. Tại huyện Lâm Hà, thực hiện nghị quyết số 16 của tỉnh ủy về phát triển toàn diện bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2030. Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo các cấp chính quyền các địa phương trong toàn huyện
xây dựng nghị quyết chuyên đề, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đặc biệt dành sự quan tâm giúp đỡ tạo sinh kế và thu nhập cho các hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã giúp cho hàng chục gia đình được xây dựng nhà ở, được hỗ trợ cây con giống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên chính quyền rồi đầu tư cho bà con ở thôn 1 và thôn 2 trong Rà Teng thì đầu tư giống cây dâu, cái nhà nuôi tầm là dàn nong né, rồi tất cả mọi cái liên quan đến cái việc nuôi tầm các cấp rồi quan tâm rồi giúp đỡ cho bà con rồi có điều kiện để nuôi tầm để phát triển kinh tế nó vươn lên so với ngày xưa. Thường trực Đảng ủy xã Phú Sơn cũng đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề về phát triển cái vùng chuyển đổi cái cây trồng các cái loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tầm cho cái khu vực bà con, khu vực đồng bào, khu vực Rà Teng. Thì cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì trong những năm gần đây thì cái đời sống của bà con trong khu vực Rà Teng là cơ bản cũng được ổn định. Thực hiện nghị quyết số 16 của tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy và chính quyền các cấp đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi, sắp xếp dân cư, bố trí đất sản xuất, qua đó tạo tiền đề quan trọng để bà con có điều kiện vươn lên làm ăn, nâng cao chất lượng đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3%, đã có hàng ngàn việc làm mới được tạo ra, hàng trăm gia đình thoát nghèo, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, thu nhập bình quân đầu người đều đạt so với yêu cầu nghị quyết đề ra. Mục tiêu của nghị quyết là nhằm là khai thác cái lợi thế của địa phương để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn diện hơn và quyết liệt hơn. Thì trong đó có những nhiệm vụ trọng yếu là giải quyết ổn định định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, rồi tạo điều kiện đất ở, đất sản xuất và giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đời sống của đồng bào thì được nâng lên so với giai đoạn trước đây. Cơ sở hạ tầng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ngày càng đảm bảo về giao thông, về sản xuất, về đời sống ngày càng tốt hơn giai đoạn trước. Việc thực hiện nghị quyết số 16 của tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang ở trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được thời gian qua đã và đang tạo tiền đề quan trọng để các cấp chính quyền tiếp tục triển khai các kế hoạch tiếp theo, qua đó đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025 và cả giai đoạn 2022-2030, góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Những nội dung chính sẽ có trong phần tin trong nước. Lạng Sơn thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma. Lào Cai đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thu hút khách du lịch trong dịp lễ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho năm 2023. Chính phủ quyết nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp. Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023. Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 nghị định này đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời điểm đầu tháng 4, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu sông Phương Chi Ma tỉnh Lạng Sơn có từ 60 đến 80 phương tiện hàng hóa được thông quan xuất nhập khẩu. Con số này được các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu dự báo sẽ còn tăng lên trong thời gian tới, khi mà có hoạt động biên mậu vận tải hành khách tại các cửa khẩu biên giới dần được kết nối trở lại. Để đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng đúng quy định, các lực lượng chức năng tại đây đang triển khai tiến hành các biện pháp đồng bộ. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, các mặt hàng xuất khẩu qua đây chủ yếu là hạt tiêu, hạt sen, tinh bột sắn, gỗ ván bóc, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc phục vụ sản xuất,
vải dệt may, xì dầu, bia, hàng tiêu dùng. Thống kê cho thấy từ đầu năm 2023 đến giữa tháng 4 năm 2023 đã có 220 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua cửa khẩu Chima, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 137 triệu đô la Mỹ với số lượng tờ khai làm thủ tục hải quan là trên 3.460 tờ khai. Về thủ tục hải quan thì các đơn vị hải quan và các khâu từ cổng 1 cho đến cổng 2 và các khâu tiếp nhận thì cũng là tạo điều kiện giúp đỡ rất chi là nhanh chóng và hoàn thành hồ sơ, không có gì vướng mắc. Trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khẩu Chi Ma đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, phối hợp kịp thời hiệu quả với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi. Trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khẩu Chi Ma sẽ thực hiện cửa khẩu số trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Lúc đó, thời gian thông quan sẽ nhanh hơn, xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ được thuận lợi hơn. Để đảm bảo phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu di chuyển thuận lợi, thông quan nhanh chóng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan 24/7. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Chi Ma đã chủ động bố trí lực lượng, phân công cán bộ chiến sĩ trực chốt tại các điểm giao thông quan trọng để điều tiết phương tiện ra vào bến bãi. Chúng tôi đã làm tốt quy trình nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu ngay tại barrier số 2. Chúng tôi đã làm tốt công tác đăng ký, kiểm tra tất cả người, lái xe và phương tiện ra vào hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông qua cái phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị, đồng thời là tổ chức lực lượng phân công cắt cử cán bộ thường xuyên cơ động điều hành ở khu vực các bến bãi, các khu vực ngã ba, ngã tư để không xảy ra cái tình trạng ùn tắc. Dự báo hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn cửa khẩu song phương Chi Ma thời gian tới sẽ giữ ổn định và theo hướng ngày càng tăng, nhất là thời điểm giữa và cuối năm. Do đó, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu Chi Ma tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu xuất nhập khẩu, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Trong 3 tháng đầu năm, tại thành phố Đà Nẵng có hơn 2.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái, và khoảng 170 doanh nghiệp giải thể, tăng gần 8% so với cùng kỳ, do gặp khó khăn không thể duy trì hoạt động. Theo báo cáo, trong quý 1 này, thành phố Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 800 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 3.200 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà Nẵng cũng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án trong nước với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, cấp mới cho 28 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 4,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng trong quý 1 này, thành phố ghi nhận hơn 2.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động và khoảng 170 doanh nghiệp giải thể. So với quý 4 năm ngoái, khoảng 50% số doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn hơn và hơn 25% doanh nghiệp dự báo sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng lên, thành phố đang đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư và kịp thời chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu. Sapa với thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những địa danh mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc hiện là một trong những điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch tham quan tìm hiểu. Thêm một lý do thu hút du khách đến với Sapa là vì an ninh du lịch được đảm bảo. Những du khách quốc tế thoải mái tự do tham quan và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật của các diễn viên biểu diễn tại khu vực dân quân, hay thư thái thưởng thức những ly cà phê với bạn bè, nói chuyện vui vẻ, rồi có thể tham gia các hoạt động cùng với những người dân bản địa. Đó là những lý do mà nhiều du khách quốc tế chọn Sapa làm điểm đến. Tôi đến Sapa lần thứ 3 rồi. Ở đây thiên nhiên đẹp, con người thân thiện và đặc biệt là an ninh rất tốt. Tôi rất yên tâm khi đi tham quan tại đây. Tôi đi bộ xuống cả các thôn bản, thấy an ninh ở đây rất tốt. Chúng tôi thích ở đây. Đối với những phường trung tâm như phường Sapa, có nhiều các nhà hàng, khách sạn hoạt động. Tổ an ninh trật tự của phường thường xuyên phát loa thông báo về các vấn nạn để các nhà hàng, khách sạn cũng như du khách ứng xử văn minh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mình nên đến Sapa này thì nên thì rất là nhiều rồi. Thế còn từ sau Covid thì bây giờ mình mới lên thì mình thấy tất cả an ninh rất là tốt. Ví dụ như mình đi check-in, chụp ảnh ở mọi chỗ là đồ đạc mình để vào đấy, tất cả đều rất chi là ok, không có ai bị mất mát cái gì cả. Mình thấy là về an ninh là rất là tốt. Trong những ngày lễ đấy thì chúng tôi nhận thức đến việc đấy thì cũng tăng cường cái lực lượng công an phường
đặc biệt là các đồng chí nắm làm vùng, làm cơ sở các tổ dân phố thì thường xuyên là nắm bắt tình tâm tư nguyện vọng của các nhà khách sạn của dân, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp kịp thời nhất. Với việc an ninh trật tự du lịch được đảm bảo sẽ góp phần để khu du lịch quốc gia Sapa phấn đấu đón 3,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng trong năm 2023 này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.